Xin chào, mình là Bắp đây. Bắp xin chúc tất cả ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Hiện tại Bắp đang đi đến nhà em gái bên đang tị sinh, cô gái người đồng bào rất lây. Lúc trước là có mang cục bú to như cái đầu cả nhà mình suốt 18 năm luôn. Nếu quý bà cô chú anh chị mình chưa biết hoàn cảnh của em thì có thể qua kênh YouTube Em Trai Gà Lang Thang xem những tập video cũ thì cả nhà sẽ hiểu cái hoàn cảnh của em nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Sau khi biết được cái hoàn cảnh đáng thương của em gái thì Em Trai Gà Lang Thang đã tìm tới nhà và hỏi thăm, giúp đỡ em gái, chia sẻ cái hoàn cảnh của em gái lên trên kênh YouTube. Rất may mắn là được nhận rất là nhiều sự quan tâm của quý ông bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước, đã hỗ trợ và giúp đỡ cho em một số tiền để đi phẫu thuật cái cục bú đó cả nhà mình. Và một thời gian sau đó thì em gái bên Thị Sinh đã được điều trị tại bệnh viện tỉnh Bình Dương và ca phẫu thuật đã thành công. Và điều may mắn hơn nữa là có một bác sĩ đã liên hệ với Em Trai Gà Lang Thang là muốn đưa em gái bên Thị Sinh vào bệnh viện để phẫu thuật cho em. Và sau một thời gian điều trị tại bệnh viện tỉnh Bình Dương thì ca phẫu thuật của em gái bên Thị Sinh đã thành công. Bây giờ khuôn mặt của em đã trở lại bình thường. Rất là vui luôn cả nhà. Sau khi bệnh tình của em Biên Đăng Thị Sinh đã hồi phục thì Em Trai Gà Lang Thang đã đưa em gái Biên Đăng Thị Sinh về nhà. Thời gian sau đó thì Em Trai Gà Lang Thang đã đi những vùng khác để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác, cho nên không có cập nhật tin tức của em gái Biên Đăng Thị Sinh. Có rất nhiều ông bà của chú anh chị quan tâm đến em. Ngày hôm nay mấy anh em quyết định là đến nhà em gái Biên Đăng Thị Sinh để ghi hình lại cho quý ông bà của chú anh chị mình xem cuộc sống hiện tại của em như thế nào nha. Bây giờ Bắp mời cả nhà mình theo chân Bắp tiến thẳng vào bên trong nhà để thăm gia đình và hỏi xem cuộc sống của em hiện tại bây giờ như thế nào nha. Bắp mời cả nhà mình. Bây giờ mình đang đi vào nhà của em gái Biên Đăng Thị Sinh đây cả nhà mình. Hình như là con chào cô. Chào cháu. Dạ. Anh chào em gái. Dạ chào cô chú anh chị nha, lâu lắm. Để em đưa em cái mic nha. Dạ. Dạo này em khỏe không em? Dạ khỏe, từ lúc khi mổ là em thấy trong người khỏe. Sức khỏe của em có hồi phục hẳn chưa em? Dạ có. Em thấy trong người tốt hơn hồi trước lúc khi còn cục bú, giờ mổ xong không còn thấy đau nữa. Đi lại bình thường em vẫn đi làm được. Ủa bây giờ hiện tại bây giờ em đang làm gì? Dạ em xin làm ở trong bệnh viện, ngay bệnh viện mà bữa trước mổ cục bú, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Là ai đưa em vào đó để làm? Dạ em tự đi xin làm. Dạ hả? Dạ em tự mua lấy làm hồ sơ em vô đó làm. Mà em vào đó em làm công việc gì em? Dạ, họ phân công cho em làm hộ lý chăm sóc bệnh nhân. Kiểu như là mình làm như y tá đúng không? Cũng không hẳn là y tá, chỉ là hộ lý thôi, hộ lý phụ mấy cô y tá điều dưỡng á. Dạ. Tại vì anh không có rành cái công việc đó. Lúc đầu em vô em cũng không biết cái công việc như thế nào á. Hỏi mọi người đó, nói là hộ lý điều dưỡng của giúp mấy cô y tá điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân. Vậy là bây giờ là cuộc sống của em là cũng ổn rồi hả? Dạ, ổn. Rồi trong đó thì em làm thì tối về là em ở đâu? Em ngủ ở đâu? Dạ, em muốn trọ. Em muốn trọ ở như với ai hay là ở một mình? Dạ, em ở một mình luôn. Em muốn trọ ở gần chỗ bệnh viện đó luôn. Đi làm thì em phải đi bộ được 3 phút là tới. Thì em ở một mình em cảm thấy buồn không? Cũng buồn nhưng biết sao giờ. Thì không có ai bạn bè gì hết trơn thì em phải tự lập một mình thôi. Cũng thấy buồn á. Không có bạn bè để nói chuyện tâm sự hay cái gì hết. Còn những ngày nghỉ thì em cũng ở nhà quanh ở trong trọ đó thôi, không có đi chơi đâu hết. Dạ. Thì cố gắng lên em ha. Dạ. Vì cuộc sống của mình cố gắng lên. Dạ. Chứ
mình ở nhà riết mình cũng chán cũng buồn, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Chính vì ở nhà chán lắm em mới làm hồ sơ xin việc làm á. Ừ. Chứ ở nhà cứ ở nhà không thì cũng làm nông làm rẫy cũng thấy chán nữa, cũng không ra tiền. Một năm mới được có tiền mình làm nông á. Còn làm mình xin làm ở ngoài thì mình được một tháng mình mới có lương được tiền. Vậy em vào đó làm được bao nhiêu tháng rồi em? Dạ được 2 tháng rồi. Được 2 tháng rồi. Dạ. Chị có dành dụm được chút ít nào không? Dạ chưa được luôn anh ơi. Tháng trước em nhận được cái lương tháng trước thì em cũng gửi về nhà một nửa để em giữ một nửa để trả tiền trọ tiền ăn. Giờ không dành dụm được luôn tại cái lương nó cũng thấp. Em làm ở đó cũng không phải vấn đề là không phải là vì đồng lương nhưng mà cũng có tình cảm gì ở đó trong cái bệnh viện á. Em làm để mà được phụ giúp những mà ơn của các bác sĩ mà đã từng giúp cho em mổ được cái cục bố á. Mặc dù cái em làm không được cái việc lớn, dù chỉ là việc nhỏ em giúp được thì giúp cho bệnh viện gì mình giúp được là giúp. Dạ. Các cô chú đội ngũ bác sĩ ở trong bệnh viện mà đã lúc trước đã phẫu thuật cho em á. Dạ. Chắc cô chú cũng rất là thương em đúng không? Dạ đúng rồi, em vô đó là mọi người rất là thương. Cái gì thiếu thì họ cũng phải giúp, như là trong sinh hoạt hàng ngày á, mình không có thì họ cũng cho cái này cái kia mỗi người một nửa. Họ cho họ là người cho tiền, cũng có người cho cái gì nồi cơm mình không có gì họ cho. Nồi cơm như là cái bếp ga hay cái gì ai cần giúp thì mình cần giúp thì mình thoát khỏi họ thì họ cũng giúp đỡ cho mình thiệt tình luôn. Những người mà hồi bữa em mổ ở đó em quen á, cũng quen vô đó là ai cũng mừng. Dạ. Vậy rất là vui em ha. Dạ. Anh nghĩ là cô chú trong bệnh viện á rất là thương em. Lúc trước là chữa bệnh cho em rất là nhiệt tình, chu đáo luôn. Kể cả bây giờ là tạo điều kiện cho em có công việc ổn định nữa. Thì em hãy cố gắng lên nha em nha. Dạ, cố gắng. Em chỉ ước là mình có được sức khỏe của mình được đầy đủ để mà phụ giúp, tiếp tục giúp được cho bệnh viện. Hôm nay nhìn em rất là tươi cả nhà mình. Không như lúc trước. Lúc trước vào nhà thì em cứ cái kiểu như bị mặc cảm tự ti á, cứ núp ở trong nhà không à, không có dám đi ra ngoài tiếp xúc với bất cứ ai. Nhưng mà hôm nay thấy em rất là tự tin, bước ra đường không có ngại với bất kỳ ai nữa đúng không em? Dạ đúng rồi, đi đâu em cũng không thấy ngại nữa. Vì hết cục bố rồi, bữa trước đi thì mình đi đâu cũng phải che cái khăn lại rồi đổ cái nón lá. Đi đâu cũng thấy mặc cảm vì người ta nhìn á. Dạ. Thôi bây giờ mình cố gắng mình lo cho, trước mắt thì mình lo cho cái bản thân mình đi rồi sau đó thì mình nếu mình có một chút gì đó thì mình giúp gia đình mình. Dạ. Chứ mình đừng có quan tâm tới những người xung quanh mà họ nói này nói kia. Dạ. Ủa vậy là em ở trong đó em làm sao hôm nay em ở nhà? Dạ hôm nay được ngày nghỉ thì em xin bác sĩ trưởng khoa cho em về quê chơi 2 ngày. Dạ. Là em đón xe về quê chơi. Dạ. Thăm cha mẹ. Dạ. Rồi thứ hai này vô hả? Dạ không, chủ nhật ngày mai em về. Dạ. Lần đầu em đi làm xa anh biết em rất là bỡ ngỡ. Cái thứ nhất á, là em chưa quen cái môi trường cuộc sống của em. Cái thứ hai á, là cái công việc của em. Nhưng em làm một thời gian em sẽ quen thôi. Ngày xưa lần đầu tiên trong đời anh cũng đi làm xa như em vậy á. Cũng bước đầu thì cũng bỡ ngỡ nhưng một thời gian sau thì cũng quen. Dạ. Với lại anh nghĩ em làm ở đó thì cũng tốt. Sau này em sẽ có một cái tương lai nó đỡ khổ hơn lúc trước. Phải cố gắng lên nha em nha. Dạ. Bây giờ tụi anh được gặp em á và được em chia sẻ cái sức khỏe của em tốt. Với lại em có một cái công việc ổn định đó. Anh và cô chú anh chị cũng rất là vui cho em. Anh cũng chào cô.
Chào cháu. Dạ, dạo này cô khỏe không cô? Dạ, khỏe nhiều quá. Dạ, vậy là vui quá rồi. Cháu có khỏe không? Dạ, con cũng bình thường à, khỏe như cháu cô à. Dạ. Hôm nay cô nấu cái món gì nhìn hấp dẫn quá cô. Dạ, lòng như là sao lòng như là dừa đó. Ô, hôm nay nhà mình ăn ngon nha. Dạ. Xíu cho con ăn ké bữa nha. Ăn á. Như em gái bên anh thị sinh đi vô trong Sài Gòn làm hả cô? Dạ, đi làm ở trong bệnh viện á. Cô có cảm thấy yên tâm không? Dạ, yên tâm á. Thấy đi cũng hơi nhớ, hơi buồn hả cô ha? Nhớ chứ sao nhớ. Dạ. Không? Mà thôi cho sao? Em vô trong đó để em đi làm kiếm cái cuộc sống á. Dạ. Em trong đó... trong bệnh viện thì cũng có nhiều bác sĩ á, thương rất là thương em. Ừ. Cho nên cô ở nhà cô cứ yên tâm nha. Dạ. Dạ. Rồi lâu lâu bé nó về nó nhớ nhà thì nó về thăm cha mẹ một lần. Ừ. Thành nhà nên nhớ nhớ mẹ. Hôm nay cũng có em trai gà lang thang lên thăm bé như cả nhà mình. Nhưng mà em ở phía trước. Chắc đang nghe điện thoại gì không thấy xuống đây. Bắp cũng xin tạm dừng video tại đây luôn nha cả nhà. Em thì mới về quê, chắc em cũng mệt cho nên Bắp không dám làm phiền. Sẽ nhường lại cái không gian riêng tư cho gia đình em nha. Lần sau nếu mà có dịp thì Bắp sẽ quay lại cập nhật tình hình sức khỏe của em Bi Năng Thị Sinh cho cả nhà mình biết nữa nha. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi và lắng nghe tập video này của Bắp nha. Một lần nữa Bắp xin chúc tất cả ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những tập video sau. Bye bye.